Dù chỉ mới ở tuổi 30, hai nhà sáng lập nền tảng giao dịch vật phẩm NFT OpenSea, Devin Finzer và Alex Atala đã sở hữu khối tài sản lên tới 2,2 tỷ USD mỗi người. Những người sáng lập công ty khởi nghiệp blockchain nổi tiếng OpenSea vừa gia nhập câu lạc bộ tỷ phú sau vòng gọi vốn mới nhất, đưa định giá công ty từ chỉ 1,5 tỷ USD 6 tháng trước lên 13,3 tỷ USD. Với 18,5% cổ phần trong OpenSea, hai nhà sáng lập Devin Finzer và Alex Atala ước tính sở hữu khoảng 2,2 tỷ USD mỗi người. Cả hai đều đang trong độ tuổi 30 và từng có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ như Pinterest, Watts Goodly. Được thành lập cách đây 4 năm, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố New York là nhà tiên phong trong thị trường NFT. NFT là các tệp máy tính được sử dụng để theo dõi quyền sở hữu các tài sản kỹ thuật số độc đáo như nghệ thuật âm nhạc và thậm chí cả thể thao ảo trên một sổ cái được gọi là blockchain. OpenSea là một nền tảng mà trên đó người dùng có thể tạo, mua và bán tất cả các loại NFT với chi phí khoảng 2,5% mỗi lần bán hàng. OpenSea đã phát triển nhanh chóng trong năm qua và tháng 3 năm 2020, công ty chỉ có khoảng 4.000 người dùng thực hiện các giao dịch hàng tháng trị giá khoảng 1,1 triệu USD, mang lại doanh thu khoảng 28.000 USD. OpenSea trở nên nổi tiếng vào tháng 2 năm 2021 sau khi các đối thủ khác như Nifty Gateway tạo ra tiếng vang toàn cầu bằng việc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số cao cấp. Đến tháng 7, OpenSea kết thúc vòng tài trợ trị giá 100 triệu USD do công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz dẫn đầu và ghi nhận khoảng 350 triệu USD giao dịch trong tháng đó. Tháng tiếp theo, các giao dịch tăng gấp 10 lần, đạt 3,4 tỷ USD, mang lại cho công ty 85 triệu USD doanh thu từ tiền hoa hồng thị trường NFT giảm nhẹ trong những tháng sau đó trước khi nóng lên trở lại vào tháng 12, OpenSea đã xử lý khối lượng giao dịch trị giá hơn 3,3 tỷ USD trong tháng, thu về 82,5 triệu USD. Hiện tại công ty có 70 nhân viên. Kể từ khi thành lập, OpenSea đã huy động được hơn 420 triệu USD từ các nhà đầu tư. Theo dữ liệu PitchBook, OpenSea cho biết họ có kế hoạch tăng số lượng nhân viên, đồng thời đầu tư giúp các sản phẩm của công ty trở nên dễ tiếp cận hơn. OpenSea sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ gã khổng lồ điện tử Coinbase. Sau khi nền tảng này công bố kế hoạch tung ra sàn giao dịch NFT của riêng mình hồi tháng 10 năm ngoái, các nhà phê bình cũng lo ngại về khả năng gian lận và lừa đảo trong thế giới NFT. Vào tháng 9, CEO Finzer đã yêu cầu người đứng đầu bộ phận sản phẩm tại OpenSea từ chức sau khi ông bị phát hiện mua NFT không lâu trước khi chúng xuất hiện trên thị trường. Không lâu sau đó, một phòng trưng bày nghệ thuật ở New York cũng báo cáo rằng một NFT trị giá 2,2 triệu USD bị đánh cắp bởi người đàn ông trên và được niêm yết trên OpenSea. NFT thường được sử dụng để đại diện cho các loại tài sản như phim ảnh, tác phẩm âm nhạc hay tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số. NFT có thể mua bán giống như các tài sản vật lý, nhưng do được mã hóa trên blockchain, nên quyền sở hữu và tính hợp lệ của tài sản mà nó đại diện đều có thể được theo dõi một cách dễ dàng. Ví dụ, nếu một nghệ sĩ giao bán một tác phẩm nghệ thuật đã được token hóa thành NFT, người mua có thể mã hóa token duy nhất đại diện cho tác phẩm này và sau đó có thể chứng minh tính xác thực cũng như quyền sở hữu tác phẩm kỹ thuật số này thông qua blockchain. Tỷ phú Mark Cuban đã chia sẻ rằng, tôi nghĩ NFT và công nghệ blockchain sẽ sớm đạt đến đỉnh cao. Bản thân tỷ phú Cuban đã kiếm được tiền mặt từ NFT bằng cách bán đấu giá hàng hóa kỹ thuật số trực tuyến, bao gồm video trải nghiệm ngày trò chơi Marsan Ông cũng sở hữu các tài sản kỹ thuật số dựa trên NFT, bao gồm thẻ Maxi Kleber Drang Moment, thứ mà ông cho rằng có thể siêu tầm được và có giá trị tương tự với một thẻ thể thao thông thường. Vị tỷ phú này cho rằng NFT đã làm đảo lộn hoàn toàn ngành công nghiệp âm nhạc và điện ảnh. Tôi nghĩ đến gặp mọi nhạc sĩ mà tôi biết giới thiệu bản thân mình giống như đã từng làm với broadcast com để tạo ra bất kỳ sản phẩm kỹ thuật số nào và phim ảnh cũng vậy theo vị cá mập này ngành công nghiệp blockchain sẽ phát triển mạnh mẽ bởi thế hệ z coi trọng hàng hóa kỹ thuật số hơn bất cứ thứ gì thậm chí còn hơn cả một ngôi nhà một chiếc xe hơi hay điện thoại thứ mà họ quan tâm tiếp theo chính là kỹ thuật số họ sẽ lựa chọn một sản phẩm kỹ thuật số trước khi mua một món hàng hóa bình thường